Destroy the tower! You have defeated an enemy! Watch your head! Explosive! Dark Slayer has Watch your head! Ultimate! Double kill! Enemy ultimate! Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta nhé. Mình là NMH đấy. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng chú cáo Phoenix, một chất tướng xạ thủ mà gây ra cái độ khó chịu dành cho đó là tém bên địch cực lớn luôn. Đặc biệt là những vị tướng kiểu dạng gọi là có một chiêu thức cực mạnh, thì chỉ cần đó là Phoenix né được một phát thì thôi xong luôn, coi như là áo nhây được tướng địch. Nên là vì thế thời điểm hiện tại Phoenix là một lựa chọn tốt. Bên cạnh đó nữa thì Phoenix cũng có thể khắc chế các vị tướng tàng hình tốt nha. Ok, pha này mình sử dụng chiêu hái đó là để né sát thương của lão cơ khí của Slim luôn. Uầy, pha này tốc biến đến từ SP timing, nhưng SP timing cũng phải nằm lại và mình thì cũng ăn được màng của Slim rồi. Pha này quay trở lại chơi luôn và ăn được thêm được màng của chú voi nữa. Chú voi có ở bản đốn và double kill dành cho mình, vậy là cũng thành công rồi. 2-2 dành cho hai bên. Thì trong clip này mình cũng sẽ đó là phân tích cụ thể dành cho anh em về chất tướng Phoenix cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Đầu tiên thì sẽ đó là phân tích đó là cho Phoenix về chất tướng một tí này. Về chiêu thức thứ nhất thì đó là kiếm nổ, thì anh em sẽ ghim đó là cái kiếm nổ vào mục tiêu hoặc đó là công trình, kể cả tù anh em cũng ghim vào được nha. Thì nó sẽ có 4 cái điểm, 4 cái dấu ấn ấy. Thì sau 4 giây thì nó sẽ phát nổ và gây sát thương. Nếu mà anh em mỗi đòn bắn thương trúng đó là khi ghim vào kiếm nổ thì sẽ có một điểm, đủ 4 điểm thì nó sẽ nổ trước 4 giây và gây đó là sát thương và làm choáng. Đây, pha này mình này, xả ra thương này, kịp nổ này. Ăn thêm được một màng của vị tướng FP của tém bên bàn và thêm một điểm hỗ trợ nữa, vậy là cũng thành công rồi. Rồi, bây giờ thì sẽ lại hỗ trợ. Ui, thôi xong, ra tém đi combo. Ăn luôn, không ăn được, ui, không ăn được rồi anh em à. Pha này thì tém mình thấp máu hết rồi á. Nán dừng lại hỗ trợ nhưng mà cuối cùng thì ba người của tém mình nằm lại ná cơ đồng nên là nó chạy được. Hài thực sự ấy. Ý bên này tém mình yếu vậy mà ăn rồng. Thôi chấp nhận phá đỏ thì mình cũng hơi thám nữa. Nếu mà mình về thì mình cũng thoải mái về anh em ạ. Bởi vì đó là mình đang còn là chiêu hái, nẹt điền, nẹt sát thương. Bên cạnh đó thì đang còn là cái tốc biến nữa. Nhưng mà mình đuổi theo rái, ai dè là bị kén của tém địch là nó bắt. Thôi chiêu thôi. Thảm thì nhiều cái hơi thấm. Rồi, pha này thì lại có đó là giáo tránh. Ý bên này tém mình đẩy lùi được kén của tém địch lại, nhưng mà bị lộ tầm nhìn rồi. Ý bên này tém mình lên bảng điểm số. Mình thì vẫn lùi về được một cách an toàn. Anh em thấy phá đỏ tài sao mà kén đó là bị lộ tầm nhìn như vậy là đến từ nội tài của vị tướng Phoenix nhá. Nội tài của vị tướng Phoenix là kiểu là anh em có thể làm lộ tầm nhìn của tướng địch. Cái này thì 6 giấy nó sẽ hồi một lần. Đấy, anh em thấy đấy, lại lộ tầm nhìn.
nên là Phoenix có thể khắc chế vì tướng tăng hình rất chết rất tốt, đặc biệt là vì những kến chẳng hạn. Rồi pha này chơi luôn này, quất luôn này, đuổi theo luôn này anh em ạ, không cho tem địch về, nẹp điền lại chơi luôn này, ăn được một màng này, bắt luôn này, chạy đâu hai màng này. Slim của tem bên bàn thì cũng khá là thấp máu rồi, mình túc biến để quắng đó là kê chiêu cuối khép góc đường về, nhưng mà Slim chạy nhanh quá. Thôi như vậy là thành công rồi. Nếu mà tem bên bàn có kến á, thì mình khuyến khích đó là anh em tất hầu như đó là các xạ thủ đều sợ kến nhá, nhưng mà trừ đó là Stua là một rồi, Phoenix là hai vị tướng này thì gần như là sẽ không sợ kến anh em ạ. Kến lại phạt thì như kiểu Phoenix thì làm lộ tầm nhìn và chiều hai thì thoải mái né ra thương luôn, nên là kến rất chí là dễ bị Phoenix ao nhấy. Chiều hai thì anh em nẹt điền thì sẽ giúp đó là Phoenix né được sát thương, bên cạnh đó thì đối phương ở trên cái vệt nẹt điền đó thì sẽ bị chịu sát thương và làm chậm tốc độ di chuyển nữa. Còn chiều cuối thì anh em sẽ quăng rá đó là cái lộc như thế này, mục tiêu trong vùng đó thì sẽ bị đó là chịu sát thương anh em ạ. Với cái lốc đó thì chỉ quăng được một lần nhé, không giống như trước có thể quăng đi quăng về, bây giờ chỉ quăng được một lần duy nhất thôi. Rồi pha này thì sẽ bắt đó là FP của tem bên địch, FP tem địch đó là bị nổ đam đến bảng điểm số. Pha này mình hit chiêu hai mất rồi, vừa mới đó là bắn trụ để bắt đó là FP của tem bên địch, nên là sử dụng chiêu hai lao ra để trụ tránh trụ bắn á. Thì cuộc ráo của tem đi khép góc rồi, chúng phá đó thì chịu rồi, ra combo cũng khá là tốt nữa, và mình thì cũng phải lên bảng điểm số. Một pha trao đổi thì cũng chỉ là hòa hoãn dành cho hai bên thôi, 11-9 dành cho hai bên. Thì đó là về chất tưởng Phoenix là như vậy đây anh em ạ, cũng khá là đơn giản thôi, mấu chốt là chiêu hai thì anh em sử dụng một cách hợp lý. Thì hiện tại bây giờ về thế trận thì mình vẫn chưa lấy được cái trụ đường rồng, nhưng mà cũng chỉ còn tí máu thì chắc là một đợt tổng tấn công này nữa là lấy được rồi. Mình quăng đó là cái lốc để đó là khép góc. Tem bên bàn thì vẫn ngắn cản chưa cho lính vào, nhưng pha này thì ok lấy được trụ, mình sẽ tốc biến rơi luôn này, tốc biến này, ghim vào này, nẹt điền láo thẳng vào đó tướng địch luôn này, ăn được màng cua kẹp bế tem bên bàn. Thì lý do vì sao phát đó mình tự tin đó là nẹt điền lên luôn, bởi vì Slim ở giai đoạn đầu trận đang khá là yếu, chưa đủ cái lượng đám để có thể đó là xả ra tướng tốt vào mình á, nên là mình tốc biến lên chơi luôn anh em ạ. Chơi Phoenix thì mình cũng khá là hổ báo. Rồi pha này thì Slim của tem địch lui về thì mình sẽ lấy luôn đó là cái trụ này anh em ạ. Đây anh em thấy kế này khắc chế hoàn toàn luôn, kế đừng có mơ mà bắt được mình, rất khó anh em ạ. Đây lên bảng điểm số, mình mà có chiêu hái nữa thì thôi rồi, áo nhấy bằng ai gì luôn này, áo nhấy này. Ui nhưng mà thêm giá nữa, ôi thôi chịu thôi. Tình huống này thì đông quá anh em á, tại em đi tập trung 5 người trên này luôn. Áo nhấy được đó là vị trí của kến của tem bên đàn, rồi thêm áo nhấy thêm được ai gì nữa, nhưng mà gặp thế bông giá nữa thì thôi. Bá sát thủ ấp vào như vậy thì mình chỉ có đó là nẹt điện được 2 lần thôi, và đành chấp nhận. Ý mà nè tem mình bảo tụp nó xuống dưới Omen đấu. Rồi Omen tem mình đi lên bảng điểm số rồi, sau hit sát vực nhưng nó chết đủ cái lượng sát thương. Rồi Omen tem mình thọt thế nhá, 1-4-3 hơi thọt đấy. Nói chung là đợt khí cầm phải này thì gần như gọi là kến rất chỉ là khó để có thể đụng vào được anh em ạ. Với nội tài của vị tướng này đó là làm lộ tầm nhìn của tướng địch, nên là vì thì kến bắt đầu lại gần mình phát là bị lộ tầm nhìn á, qua đó thì mình dễ dàng gọi là áo nhấy được. Bây giờ thì lại tiếp tục đó là cướp luôn con búa sánh của rừng tè mến bàn nhá. Láo cớ khí của sơ lím thì choáng trúng mình rồi, rá của tem bên bàn, Airi của tem bên bàn. Rồi pha này thì Airi này, mình vẫn đang chưa chiêu hái lại anh em ạ, vẫn đang con đó là chiêu hái. Ok pha này nẹt điền đó là vào vị trí của xạ thủ tem địch, và tốc biến lui lại né sát thương đến từ cú đấm chấn không của rá, và tiền thêm đó là hai người lên bảng điểm số, vậy là quả là lời luôn rồi. Về trang bị dành cho Phoenix thì sẽ lên như sau: đầu tiên thì dây dù 18 tốc đánh, thứ hai thì
Thương Long giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Món đấu thứ 3 thì kiếm phơi nế đánh theo phần trăm máu. Món đấu thứ 4 thì sẽ lên đó là diệt thân cung xuyên giáp. Món đấu thứ 5 thì cây nánh gia tăng thêm công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu trừ thêm 30% thất thương. Và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Ok, Kến Kến vừa lại phát bị lộ tầm nhìn này. Này Kến này lên bảng điểm số này, tạm biệt Kến này. Rồi, khoảng đó là chiêu cuối vào nhá. Khi mà sát vực được sử dụng, ăn thêm được màng này, double cứu sử dụng nẹt điện để sát thương. IG lao vào ra lao vào những bị miếng áo nháy bởi đó là cái nẹt điện. Và ăn được hai màng và tìm mến đích. Bây giờ thì sẽ ép luôn trù nhá. Mình biết là ra đang phía sau đó. Nhưng mà thôi, chả dài gì mà lao vào gọi là đi bắt ra cả. Nó hôi chiếu phạt là nó đấm mình bay màu luôn á. Nên là mình sẽ lên lấy hai cái đường lĩnh sâu cấp này có phải là lời hơn nhiều đúng không? Ok, ra vào tem đi. Ui, hay thế nhá. Ui, ăn được cả hai màng luôn. Nhưng mà cuối cùng ra cũng lên bảng điểm số. Và đó mình cũng hơi chủ quan anh em ạ. Lấy được cái trù phạt đi. Lao lại nhưng mà ra vào tem đích nó un tí phạt ngon ngay anh em ạ. Thân thánh tranh cho ra. Nhưng mà cuối cùng thì ra cũng mất màng chấm dứt. Bây giờ ra mới gọi là mất màng chấm dứt đầu tiên ấy. Kến bây giờ gọi là chuyển hướng rồi. Mục tiêu của Kến thì bây giờ không bắt mình nữa mà bắt vào gọi là một bịt tem bên mình. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má tính anh em ạ. Khi anh em bị sử dụng chiêu 1, chiêu 2 xong sử dụng chiêu cuối phạt thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thuật còn lại á. Qua đó thì chiêu 2 của anh em cũng sẽ gọi là hồi nhanh hơn. Chiêu 2 rất quan trọng nhá. Bây giờ thì chiêu 2 đó là anh em chỉ sử dụng được một lần thôi, chứ không giống như trước phải chơi hồi chiều anh em mới sử dụng được. Nghĩa là mình sử dụng phù hiệu má tính. Còn về bảng ngọc dành cho Phoenix thì sẽ sử dụng bảng ngọc theo thiên hướng xuyên giáp. Đồ của Phoenix anh em thấy không có đồ chỉ màng nào cả, toàn là đồ theo thiên hướng công vật lý tốt và đồ trí tánh tốt. Rồi, bây giờ thì sẽ đuổi theo gọi là tướng địch luôn này. Mình sẽ đó là đẩy thể lính đường này lên cao tí đã nhá. Rồi, đáng có đó là giáo tránh, mình đang còn tốc biến này, pha này mình tốc biến lên chơi luôn này, ghim vào này, chơi luôn này, quật luôn này, ăn được một người. Cháu nào của tém địch thì cũng bật tốc biến lui về rồi. Về phần bảng ngọc thì ngọc đỏ đó là công vật lý xuyên giáp, ngọc tím đó là tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý đó xuyên giáp. Anh em thấy thì sẽ không lên đô chỉ màng, không lên ngọc chỉ màng nhá, mà lên đó là theo thiên hướng đó là công vật lý. Build này thì lượng đám của anh em sẽ rất chất lớp to, đặc biệt là những cú nổ đám ấy thì anh em ghim được đó là cái chiêu 1 vào mục tiêu á. Đây pha này ghim chiêu 1 vào này, xả thật thương, xả thật thương này. Và Ari của tém địch khi lui về chỉ vòn vẹn một tí máu và lấy được đó là một đường. Và đường bên kia nữa có 3 đường lính siêu cấp rồi thì sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Rồi Ari này tụt máu không phánh, Ari tụt máu không phánh kìa. Rồi ra ý nẹt điền nẻ là thương nè. Lần này thì áo nháy được bạn ơi. Và tiền ra lên bảng điểm số. Hai lần trước thì bắt mình thành công, còn lần này thì không thành công rồi. Bây giờ mình có cái nánh rồi, gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Nếu là những cú nổ khi mà ghim được cái kịp nổ vào mục tiêu mà tích được 4 điểm thì quá lời hai luôn. Đấy, kến của tém địch này, lao ra này. Kến này lên bảng điểm số nổ đám anh em thấy kia, nửa cây máu nổ phạt bay màu luôn. Bắt luôn hai người này, chơi luôn này. Chuẩn bị nổ đám này, nổ đám bay màu 3 người này. Ui, nổ đám ảo ra đây. Trời ơi, không được cái quá đa cứu. Nhưng mà trận đấu thì chắc chắn thì cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cố gắng lấy cái quá đa kêu nhưng mà không được anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.